Xin chào tất cả các em khối 6 của trường trung học cơ sở Chu Văn An. Hôm nay chúng ta gặp nhau qua bài ôn giữa kỳ 1 để chuẩn bị cho kiểm tra giữa kỳ 1. Các em học bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 ở chủ đề A, máy tính và cộng đồng. Nào, giờ cô hướng dẫn các em từng bài nhé. Bài 1, thông tin thu nhận và xử lý thông tin. Thông tin và thu nhận thông tin. Thông tin là những gì đem lại cho ta hiểu biết về thế giới xung quanh và về chính bản thân mình. Vật mang tin là vật, phương tiện mang lại cho con người thông tin dưới dạng chữ và số, dạng hình ảnh, dạng âm thanh. Hai cách để thu nhận thông tin là giác quan và vật mang tin. Thông tin đem lại hiểu biết và giúp con người có những lựa chọn tốt nhất. Xử lý thông tin. Xử lý thông tin là từ thông tin vừa thu nhận được kết hợp với hiểu biết đã có từ trước rút ra thông tin mới. Kết quả của việc xử lý thông tin là bộ não con người thực hiện xử lý thông tin và ra quyết định sẽ làm gì tiếp theo. Bài 2, lưu trữ và trao đổi thông tin. Lưu trữ thông tin là hoạt động đưa thông tin vào vật mang tin, còn lưu trữ thông tin rất quan trọng. Trao đổi thông tin. Trao đổi thông tin là gửi thông tin tới bên nhận và nhận thông tin từ bên gửi. Dữ liệu là thông tin được chứa trong vật mang tin, có ba dạng dữ liệu: dạng hình ảnh, dạng âm thanh, dạng văn bản. Trao đổi thông tin cũng rất quan trọng và diễn ra thường xuyên trong cuộc sống hàng ngày. Kết quả của xử lý thông tin là kiến thức mình có được sau khi thu nhận dữ liệu, nó phụ thuộc vào trình độ của mỗi người. Các bước trong hoạt động thông tin của con người. Con người thu nhận thông tin từ thế giới bên ngoài, xử lý thông tin, ghi nhớ hoặc lưu trữ thông tin, trao đổi thông tin. Não người là trung tâm trong quá trình này. Vai trò quan trọng của thông tin và hoạt động thông tin. Thông tin rất quan trọng với con người, hoạt động thông tin diễn ra thường xuyên trong cuộc sống hàng ngày. Thiếu thông tin có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng. Ở bài 3, máy tính trong hoạt động thông tin. Một số thiết bị số thông dụng là điện thoại, USB, thẻ nhớ, DVD, mảng kỹ thuật số, camera ổ cứng. Các thiết bị số nhỏ gọn hỗ trợ con người trong các hoạt động thu nhận, lưu trữ, xử lý và truyền thông tin một cách hiệu quả. Máy tính thay đổi cách thức và chất lượng hoạt động thông tin của con người. Máy tính đã thay đổi cách thức và chất lượng hoạt động thông tin của con người. Máy tính giúp con người đạt được những thành tựu khoa học công nghệ. Nhiều nghề nghiệp, công việc mà máy tính đã thay thế con người. Nhiều thành tựu khoa học công nghệ nhờ sự giúp đỡ của máy tính. Những hạn chế của máy tính hiện nay và khả năng của máy tính trong tương lai. Hạn chế. Máy tính chưa giúp con người thu nhận và xử lý thông tin từ khứu giác, vị giác, xúc giác. Máy tính chưa giỏi làm những việc có tính sáng tạo, nghệ thuật. Khả năng của máy tính trong tương lai. Con người đang nghiên cứu nhằm làm cho máy tính ngày càng thông minh hơn, như thử nghiệm cho máy tính vẽ tranh, viết nhạc. Bài 4. Biểu diễn văn bản hình ảnh âm thanh trong máy tính. Khái niệm bit. Bit là đơn vị nhỏ nhất dùng để biểu diễn và lưu trữ thông tin. Bit chỉ có thể nhận một trong hai trạng thái ký hiệu 0 và 1. Biểu diễn chữ cái và văn bản trong máy tính. Ký tự là tên gọi chung cho chữ cái, chữ số, dấu cách, dấu chính tả, ký hiệu khác. Biểu diễn ký tự trong máy tính, mỗi ký tự biểu diễn một một dãy bit tương ứng xác định. Hai ký tự khác nhau thì dãy bit biểu diễn cũng khác nhau. Số hóa văn bản hình ảnh âm thanh. Số hóa văn bản là chuyển văn bản thành dãy bit. Số hóa hình ảnh là chuyển hình ảnh thành dãy bit. Kết quả số hóa một hình ảnh là hình ảnh số. Số hóa âm thanh là việc chuyển đoạn âm thanh thành dãy bit. Kết quả số hóa của một đoạn âm thanh là âm thanh số. Số hóa dữ liệu là chuyển văn bản thành dãy bit, tức là dãy các ký hiệu 0 và 1 liên tiếp để máy tính có thể xử lý. Ở bài 5, dữ liệu trong máy tính, biểu diễn số để tính toán trong máy tính. Máy tính dùng dãy bit để biểu diễn các số trong tính toán.
Số tạo thành từ cách biểu diễn chỉ dùng hai ký hiệu 0 và 1 như vậy gọi là số nhị phân. Dữ liệu và các bước xử lý thông tin trong máy tính. Mọi dữ liệu trong máy tính đều là bảng dãy bit với máy tính. Thông tin và dữ liệu số là một đều chỉ là các dãy bit. Dung lượng lưu trữ dữ liệu của một số thiết bị thường gặp. Em hãy học thuộc cái bảng này nhé. Byte là một dãy 8 bit liền nhau, một byte bằng 8 bit. 1 kilobyte bằng 1024 byte, 1 megabyte bằng 1024 kilobyte, 1 gigabyte bằng 1024 megabyte, 1 terabyte bằng 1024 gigabyte. Dung lượng lưu trữ khả năng là khả năng lưu trữ của thiết bị nhớ. Chúc các em học tốt và thi tốt nhé.